Phạm Hương chuyển nghề bán hoa sau 5 năm ở Mỹ. Năm 2018, khi đang ở đỉnh cao của sự nghiệp thì Phạm Hương thông báo sang Mỹ và từ đó không còn xuất hiện trong các hoạt động nghệ thuật. Tại Mỹ, nàng hậu đã xây dựng gia đình nhỏ và làm mẹ bỉm của hai bé trai. Phạm Hương thoải mái chia sẻ những khoảnh khắc liên quan đến cuộc sống đời thường của gia đình nhỏ, nhưng hiếm hoi nhắc đến chồng danh nhân. Mới đây, Phạm Hương gây bất ngờ khi cho biết đã có thêm công việc mới ở Mỹ, không liên quan đến ngành giải trí. Phạm Hương mở một tiệm hoa nho nhỏ để buôn bán và phục vụ đam mê. Hoa hậu Hoàng Vũ Việt Nam 2015 chia sẻ về việc thành thợ cắm hoa, tâm hồn nghệ sĩ cũng hơi bay bổng và sáng tạo chút thôi đó mà thật hạnh phúc khi mọi ngày được làm bạn với những bông hoa xinh đẹp sẽ khiến tâm hồn dịu êm và đầy màu sắc bên cạnh đó mẹ bỉm cho biết đã sinh sống ở vùng ngoại ô để trồng rau nuôi cá tận hưởng cuộc sống yên bình cùng gia đình nhỏ vào dịp 14 tháng 2 vừa rồi phạm hương được chồng tặng căn biệt thự sang trọng nằm ở vị trí đắc địa để gia đình nghỉ ngơi vào cuối tuần phạm hương cũng dành hầu hết thời gian để chăm sóc hai con nhỏ vun ván gia đình nấu ăn trồng rau ở tuổi 31, nàng hậu được khen ngợi vì nhân sắc càng ngày mặn mà và bóc dáng nụt nà sau hai lần sinh nở Phạm Hương từng là nàng hậu nổi bật và đồng fan ở Việt Nam. Cho tới tháng 8 năm 2018, Hoa hậu Hoàng vũ Việt Nam thông báo xuất ngoại để chữa bệnh, kết hợp mở rộng công việc. Cho tới cuối năm 2019, Phạm Hương xác nhận đã sinh con đầu lòng vào cuối năm 2018. Tháng 7 năm 2021, Phạm Hương tiếp tục hạ sinh quý tử thứ hai. Cuộc sống của cô tại Mỹ được nhiều khán giả quan tâm. Người đẹp hiện tại đang ngắm bên gia đình. Cô nói bản thân muốn nhường hào quang lại cho các thế hệ trẻ hơn, không muốn gây ồn ào.